chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc và học tập hiệu quả. Trong video này mình sẽ thông tin đến quý vị và các bạn hình ảnh và tiến độ của dự án nút giao An Phú. Theo như ghi nhận, hầm chui hai chiều của nút giao đã đổ bê tông thêm một đoạn, nơi sẽ tiếp nối với đoạn hầm kính. Vì nơi đây là nền đất yếu, chịu tải kém nên đơn vị thi công đã đóng hàng ngàn cọc bê tông xuống lòng đất với độ sâu hàng chục mét để gia tăng sức chịu tải, không bị sụt lún trong quá trình khai thác. Ba nhánh cầu Bà Giạc, nơi tiếp nối hầm chui và hai cầu vượt, đã thi công gần hết các trụ cầu và đang đợi lao dầm. Hầm chui hai chiều sẽ đi dưới nút giao và kết nối vào giữa đại lộ Mai Chí Thọ, tiếp tục đi dưới nút giao với Đồng Văn Cống, hướng về hầm Thủ Thiêm. Đoạn hầm trên đường Mai Chí Thọ thì mới chỉ thi công cọc chịu tải, nhà thầu cũng đã ủi phẳng một số đoạn của dãy phân cách, trải nhựa để phục vụ giao thông trong khi thi công. Về phía đường Đồng Văn Cống, các trụ cầu đã thi công được gần hết, dự kiến đầu tháng 11 sẽ cho lao dầm cầu. Hầm chui trên Mai Chí Thọ đoạn này thì cũng mới thi công cọc. Việc thi công thêm hai cầu dòng ông Tố trên đường Đồng Văn Cống cũng sẽ giải cứu giao thông ở nút giao này, vì đây là đường ra vào cảng Cát Lái, nên có rất nhiều xe tải chở hàng hóa ra vào. Trở lại đoạn giao cắt với đường cao tốc, nhà thầu đã cho thi công rải đá và trải nhựa một số chỗ ở nút giao, phục vụ cho giao thông nơi đây, trong khi thời gian tới sẽ thi công đến đoạn hầm chui kính ở giữa đại lộ. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh chủ đầu tư cho hay, trong quá trình thi công, rất mong người dân có lộ trình đi qua đây, bà con sống ở khu vực này có thể thông cảm, hỗ trợ đơn vị sớm hoàn thành dự án. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ cố gắng vừa triển khai thi công vừa kết hợp tổ chức giao thông xung quanh để không ảnh hưởng giao thông khu vực. Vừa qua việc thông xe đường song hành cao tốc Long Thành Dầu Dây, đoạn từ đường Mai Chí Thọ đến Đỗ Xuân Hợp cũng đã góp phần giảm ùn tắc khi thi công nút giao này. Cầu tạm trên tuyến song hành cũng đang được tháo dỡ. Quý vị và các bạn vừa xem video trên kênh Trên Tầng Mây, nếu thấy hay thì hãy đăng ký và nhấn like. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.